Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Học Phật nghe Pháp hành thiền sẽ gặp may mắn phước báo hồi đáp. Ai cũng từng có lỗi lầm. Không cố ý là lỗi, biết sai mà phạm là tội. Một lỗi nhiều lần cũng là tội. Tuy nhiên, con người nên biết sám và biết ngượng mới có thể cải biến đời mình. Chỉ cần bạn chịu quỳ xuống sám hối. Có lỗi với cha mẹ, ông bà, cô chú. Có lỗi với vợ chồng, con cái, anh chị em. Có lỗi với chúng sanh. Thậm chí tỏ ý thích thú trước sự sát sanh, cổ suý cho tội lỗi của người khác cũng có thể gây oán hận. Bất kỳ sinh vật nào đều có linh hồn. Khi ai đó phạm lỗi, họ thường không nhìn thấy lỗi và không nhận lỗi. Nếu có ai đó nói cho mình nghe lỗi lầm, người đó là ân nhân. Lại có người vu oan lỗi cho mình, bạn không nên vì thế mà trách hay giận họ. Bạn giận họ tức là bạn nhận lỗi. Bạn không có lỗi, cớ sao phải giận họ? Một anh gia chủ ngoài 55 tuổi, có lá số rất nóng tính. Anh chia sẻ, anh ta không ngừng than thân trách phận, vừa buồn vừa giận những người anh em ruột của mình. Anh tâm sự, tôi làm nghề thực phẩm ở chợ lớn, tôi có 3 người anh em. Trong 10 năm trở lại đây, cu mang hướng dẫn họ làm ăn, chia hàng hóa, chia mối lái để anh em cùng kiếm tiền. Sau nhiều năm, ai cũng kiếm được tiền, ai cũng có nhà cửa, công việc phát triển. Vào đầu năm nay, cả 3 người họ lừa tôi lấy đi hàng, lừa tôi ký giấy bán nhà. Vừa mất công ty, vừa mất nhà gần 10 tỷ đồng. Hiện tại bây giờ tôi trắng tay, không biết phải làm sao. Vào 5 năm trước, họ đã lừa tôi một lần rồi. Tại sao họ lại làm với tôi như vậy? Với người bình thường, nghe qua câu chuyện này, cảm thấy đáng thương lẫn đáng trách. Một lần là lỗi, hai lần là tội. Lẫn bên trong câu chuyện, anh ta là người bỏ bê việc quản lý tiền. Khi phát hiện số tiền thất thoát quá nhiều, quy lỗi nặng nề lên những người anh em. Họ mất đi nguồn thu trước đây có được quá dễ và quay lại trả đũa. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do nghiệp, gặp nhau là duyên, thuận duyên hay nghịch duyên tùy vào sự giác ngộ. Người ta gặp là người nên gặp, chuyện xảy ra trong đời là chuyện đáng xảy ra. Nghĩ được như vậy, tâm ta sẽ nhẹ hơn trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Khải Toàn hồi đáp với anh, nếu ai đó lừa anh do anh mắc nợ họ, không chỉ trong kiếp này mà có thể cả tiền kiếp. Việc đã xảy ra xem như anh đã trả hết nợ. Nếu anh nghĩ cách trả thù thì nghiệp chồng nghiệp. Khi anh nghĩ cách trả thù hay anh đòi lại số tiền, anh tước đi cơ hội để làm lại cuộc đời. Mỗi ngày ai cũng có 24 giờ, nếu anh dùng hết số giờ đó cho việc trả thù, cuộc đời sẽ chìm sâu. Anh sẽ kéo theo cả vợ con mình vào cuộc chiến oán giận của gia đình. Những việc xảy ra phần lớn do anh thiếu sót, do anh quá nóng tính. Từ bây giờ chỉ cần anh sám hối. Kiếp trước mắc nợ thiên hạ quá nhiều, kiếp này đương nhiên trả lại cho người bằng tiền bạc, tuổi thanh xuân và cả niềm khoái lạc. Nếu bạn đã từng lầm lỗi, ngay từ bây giờ chịu quỳ xuống sám hối. Ông trời không xuống tay với người biết sám hối, như cha mẹ có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của con cái. Ngày ngày ngồi tĩnh tọa, thành tâm sám hối, có thể đến Phật đường để quảng kết thiện duyên, gặp gỡ những bậc thiện tri thức. Quảng kết thiện duyên là con đường quan trọng để bồi dưỡng phước huệ. Sám hối có nhiều kinh sám hối, nhưng không nhất thiết phải về văn tự. Bạn thành tâm nhận lỗi và nguyện cầu mong tất cả chúng sanh, tất cả những sinh linh, cầu cho tất cả những người trước đây con đã vô tình hay cố ý gây oán giận. Con xin thành tâm sám hối, con xin chúng sanh buông bỏ nỗi oán giận cũ. Con xin những sinh linh được siêu thoát, con nguyện cho muôn loài được an lạc. Trước sám sau tu, ngày ngày nghe pháp hành thiền sẽ rửa sạch tội nghiệp trong quá khứ. Khi tội lỗi nợ nần được trả hết, đó là lúc chúng ta có thể bắt đầu tích tụ công đức, thay đổi tâm tính và vận mệnh của đời mình. Cuộc sống theo đó cũng được chuyển biến tích cực.
lễ bái sám hối là tiêu trừ nghiệp tội, mở lòng bố thí là bồi dưỡng phước duyên, tinh tấn tu tập là khai mở trí huệ. Các bạn hãy nhớ hành thiền mỗi ngày 10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Hãy nhớ theo dõi video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.